Là đầu tàu kinh tế của cả nước, nhiều năm qua, thành phố Hồ Chí Minh luôn đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tính đến tháng 7 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 13.000 dự án và tổng vốn đăng ký lên tới 58 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trước những thách thức mới và xu hướng phát triển bền vững, thành phố đã có sự thay đổi không tập trung về lượng mà tập trung về chất. Vậy thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để chuyển từ lượng sang chất trong thu hút đầu tư FDI? Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hai làn sóng đầu tư. Ở làn sóng thứ nhất, thành phố đã thu hút thành công nhiều doanh nghiệp đa lĩnh vực và hình thành nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp. Trong làn sóng đầu tư thứ hai, thành phố Hồ Chí Minh thu hút đầu tư chọn lọc hơn theo hướng nâng cao chất lượng đầu tư, tập trung thu hút doanh nghiệp công nghệ cao và đã trở thành điểm đến của các tập đoàn lớn đa quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là từ khi có Nghị quyết 98, thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn tạo ra làn sóng thu hút đầu tư thứ ba để có được những bước phát triển đột phá mới. Về giải pháp thu hút dòng vốn FDI có chọn lọc, thành phố tiếp tục xây dựng thêm một số khu công nghiệp, khu chế xuất ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nghiên cứu các chính sách ưu đãi vượt trội, cạnh tranh quốc tế, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi để thu hút các dự án lớn công nghệ cao. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ phải triển khai hết sức là cụ thể. Và cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ phải hình thành các cái không gian phát triển công nghiệp theo một thế hệ mới. Đó là những cái không gian phát triển công nghiệp theo cái hướng là phát triển số, theo hướng phát triển xanh và theo hướng phát triển tuần hoàn. Như vậy là các cái khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đó là chúng ta phải tái cấu trúc xa hơn nữa là trở thành khu công nghiệp sinh thái. Chúng ta đưa ra một cái con đường phát triển. Nếu như các công ty đa quốc gia, các công ty FDI lớn đó muốn đầu tư lâu dài Việt Nam thì chúng ta sẽ hỗ trợ cái gì? Và với cái sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hay của chính phủ thì họ buộc phải chuyển sang cái công nghiệp thủ công thành cái công nghiệp xanh, công nghiệp sạch tuần hoàn như thế nào? Một con đường rất rõ ràng trong 5 năm, trong 10 năm, trong 15 năm. Nếu như mà giả sử họ có thiếu hụt về tài chính, nguồn nhân lực thì họ tức khắc họ sẽ có biết cách khắc phục. Theo các chuyên gia, việc chuyển đổi mô hình thu hút FDI từ số lượng sang chất lượng là một quyết định đúng đắn của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại, bền vững. Tuy nhiên, để thành phố thực hiện mục tiêu này, thì thành phố cũng cần sự hỗ trợ của Trung ương về mặt thể chế. 98 cho phép thành phố dùng ngân sách để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, tức là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi đã có nghị quyết, ví dụ thế, thì cũng đang triển khai, nhưng tôi cho rằng chưa đủ. Mà còn có những chính sách quốc gia lớn hơn và tầm nhìn đột phá hơn ở trong cái giai đoạn mới này thì cùng với 98 thì mới có thể triển khai được. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, niềm tin của nhà đầu tư FDI vẫn đang rất tích cực, kỳ vọng thu hút FDI cả năm 2024 có thể đạt ở mức 39 đến 40 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023.